đã nhiều lần nói rằng nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Vậy tại sao nay lại thầy lại thêm một bộ kinh Địa Tạng và hướng dẫn các tín đồ Phật tử và tăng ni ở trong đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chỉ tụng kinh Địa Tạng? Vì chúng ta biết đó, Phật pháp đó, khi Đức Phật còn tại thế, ngài đã quán xét thấy tận cùng cái nghiệp tính của chúng sinh mà thuyết pháp. Chính vì thế đó, cho nên đó, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết ra đến 84.000 pháp môn tu tập để phù hợp với tất cả căn cơ và sự yêu thích của chúng sinh, nhất là ở thời mạt pháp này. Thì chúng ta biết rằng căn cơ thì không đồng nhau, mỗi người thích một kiểu. Có người thì họ chỉ thích ở lại thế giới này, hoặc là có người thì họ không đủ phúc để tin là có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta biết là để mà tin vào pháp môn Tịnh Độ, tin là có thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin là có Đức Phật A Di Đà, tin mình là người niệm Phật sẽ được vãng sinh, tin được như thế không phải là người bình thường mà tin được. Chúng ta biết là kể cả người xuất gia tu hành ở trong đạo bao nhiêu năm nhưng vẫn còn không tin vào pháp môn Tịnh Độ được. Đó. Mà những người không tin vào pháp môn Tịnh Độ thì đương nhiên họ mà chưa chứng đắc được thánh quả A La Hán, chưa chứng đắc được thánh quả A Na Hàm thì họ vẫn còn luân chuyển ở trong lục đạo luân hồi. Có phúc thì lên cõi trời cao nhất, đó là cõi trời phi tưởng xứ. Rồi thấp nhất là cõi trời dục giới, cõi trời tứ thiên vương. Có phúc họ sinh lên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Hết phúc hoặc là kém phúc họ lại sinh xuống làm Atula, hoặc là xuống nhân gian làm người như chúng ta. Cứ xoay chuyển như vậy, mà hết phúc nữa thì họ còn đọa vào trong ba đường ác đạo: súc sinh, ngã quỷ và địa ngục. Xuống đến tận cùng của sự khổ đau đó là đọa trong địa ngục. Trong các địa ngục thì kinh Địa Tạng nói rằng A Tỳ địa ngục, chúng sinh ở nơi đó chịu khổ báo lâu dài nhất và khổ cực nhất. Mà đã đọa vào trong địa ngục A Tỳ rồi thì không biết bao giờ cho ra được. Cho nên ở trên pháp hội, ở tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh Địa Tạng, phó chúc cho Địa Tạng và dặn Bồ Tát Địa Tạng rằng á, ở đời sau này khi Như Lai nhập Niết Bàn, những chúng sinh khổ não ở trong sáu đường ở thế giới Sa Bà này, và đặc biệt là cõi Nam Diêm Phù Đề này, tức là cõi mà chúng ta đang ở này đó, tức là trái đất mà chúng ta đang cư trú này đó, thì ở cõi này tất cả những chúng sinh đau khổ ở trong những đường ác đạo về đời mai sau, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng có trách nhiệm để dẫn dắt vào trong ba đường ác đạo đó để cứu độ những chúng sinh đau khổ trong đó ra. Trong kinh nói rằng á, nếu mà ở đời sau này có những chúng sinh nào, hoặc thiện nam hoặc tín nữ, hoặc là người chưa quy kính Tam Bảo, ở trên đời họ làm nhiều những việc xấu ác, sau khi chết đi phải đọa vào trong ba đường ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhất là hai đường ác đạo ngạ quỷ và địa ngục, hai đường đau khổ đến tột cùng này. Khi vào tới đó rồi họ mới ăn năn, mới hối cải và mới biết rằng á, cái sự thọ báo khổ cực ở trong địa ngục và trong đường quỷ đói nó như thế nào. Bây giờ họ ăn năn, họ sám hối, họ muốn thoát ra, nhưng mà thì không có người nào để làm phúc cho họ. Vậy Đức Phật mới nói kinh Địa Tạng và nói rằng á, này Địa Tạng Bồ Tát, rồi ngài dạy là ở đời sau này có thiện nam tín nữ nào muốn báo hiếu ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp thì làm cách nào. Nói rằng á, chỉ cần được nghe và được thấy kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, rồi đọc tụng thọ trì
chỉ niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, nhìn thấy tôn tượng và tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm cung kính, cúng dường, tán thán, khen ngợi, lấy công đức đó để hồi hướng, cầu nguyện cho những người thân đã quá vãng, từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến đời gần đây, được công đức lợi lạc vô cùng. Những người đau khổ đang chìm đắm ở trong những đường ác đạo, ngã quỷ và địa ngục đó, liền là được Bồ Tát Địa Tạng thị hiện thần thông, vận dụng thần lực để thể hiện ra hàng trăm nghìn muôn ức hóa thân đi vào những nơi khổ nạn đó để thuyết pháp, độ sinh, dẫn dắt những kẻ đó hồi tâm chuyển ý, hướng về điều thiện, và chỉ trong một thời gian ngắn là được thoát ly chúng khổ ở trong địa ngục khổ đó, nhấn đến thọ khổ trong địa ngục A Tỳ. Đáng lẽ ra thì trải qua hàng nghìn, hàng trăm nghìn vạn ức triệu năm, nhưng mà khi mà người thân đã nhất tâm, họ chỉ đọc tụng và hồi hướng cầu nguyện cho, thì cái hương linh đó, vong linh đó, tội nhân đó cũng sớm được tiêu diệt tội khổ ở trong địa ngục A Tỳ và sớm được giải thoát, sớm được gặp Phật pháp. Rồi Đức Phật còn nói, người thủ trì kinh Địa Tạng không chỉ dành cho người đã khuất, mà người còn sống cũng được an lạc và lợi ích vô cùng. Trong kinh Đức Phật nói, người mà ngu si, đần độn học mãi không vào. Đức Phật dạy là đối trước tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm thủ trì kinh Địa Tạng mỗi một ngày trọn đủ 3 thời, tức là hết cả một quyển đó, hết cả một quyển có 3 phẩm trung thượng và hạ đó. Trong kinh nói là người đó ngu si dần dần cũng được gì, khai thông trí tuệ, học hành nhớ biết, trí tuệ thông mở. Rồi kinh cũng nói nữa, người ở thế gian vì cái nghiệp chướng lâu đời lâu kiếp mình đã tạo, cho nên khi mà mắc cái bệnh khổ cầu chết thì không chết cho, cầu sống thì cũng không khỏi bệnh, cầu khỏi bệnh không khỏi mà cầu chết cũng chẳng được, cầu sống cũng chẳng xong. Đức Phật nói bây giờ thì nên gì, đối trước tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, có thể nếu mà người ốm đó không đọc tụng được nữa thì dùng người thân hoặc thỉnh chư tăng đọc tụng kinh Địa Tạng 7 ngày cho đến 21 ngày, lấy công đức đó để hồi hướng, thì người đó nếu mà mệnh hết thì sẽ nhẹ nhàng ra đi, nếu mà mệnh mà còn thì sẽ gặp thầy gặp thuốc, dần dần bệnh tình sẽ thuyên giảm đó. Chúng ta thấy các kinh điển của Đức Phật thì phần lớn là dành gì ạ? Dành cho những người tu hành, tu mình tu thì mình được, nhưng riêng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, bằng cái lòng đại bi, đại trí và đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và lòng đại từ đại bi của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, ngài tuyên thuyết kinh này, rồi sai các vị Bồ Tát, các vị thần linh trong khắp pháp giới đều cùng với Bồ Tát Địa Tạng để hộ trì kinh này và giúp đỡ gia hộ cho những người thọ trì đọc tụng kinh này, còn sống thì được phúc báo, được tiêu nghiệp chướng, và đặc biệt là khi hết báo thân này, chúng ta vĩnh viễn không bị đọa vào trong ba đường ác nữa. Trong kinh nói là người mà thọ trì, nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng thì vĩnh viễn không bị đọa vào trong đường ác nữa. Vì sao trong kinh lại nói như vậy? Vì đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng, chúng ta hiểu được cái lý nhân quả mà Đức Phật đã nói ở trong đó. Giáo lý của Phật Đà ở trong kinh Địa Tạng rất thâm sâu, rất huyền diệu, nhưng ngược lại cũng rất là gần gũi ngay với cuộc sống của mỗi tăng ni tín đồ Phật tử của chúng ta, nhất là thời mạt pháp này. Vì sao Bồ Tát Địa Tạng lại kể với Thánh Mẫu Ma Gia là thân mẫu của Đức Phật về gì? Về các địa ngục khổ. Vì muốn cho chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề chúng ta này biết được rằng chung quanh chúng ta,
trong cuộc sống này chết chưa phải là hết, mà chết chỉ là một sự gì? Thay đổi về cái hình thức và cái thân thể, cái trạng thái tâm thức của chúng ta chuyển sang một đời khác mà thôi. Tùy theo nghiệp báo, cái nhân mà chúng ta trồng ngày hôm nay thì sẽ được hưởng cái quả báo hoặc là tốt hoặc xấu ở đời sau. Gieo nhân thiện, nhân lành thì sẽ được quả báo tốt đẹp, thiện lành về đời sau. Nếu còn gieo nhân xấu thì chắc chắn sẽ hưởng được quả báo xấu ác. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.